Em nói một số thành phần thì em không có tiếp xúc trên mạng, nhưng mà theo dõi thì thấy nó cũng có cái sự bất bình cho bản thân mình. Họ họ rất là ngu, họ phải nói là họ ngu một cách mù quáng đó. Họ không biết cái nào đúng cái nào sai. Mỗi cái dân tộc, mỗi đất nước nó có một cái nền văn minh, một cái truyền thống khác nhau. Không thể là lấy cái này áp đặt cho cái kia được. Kể cả bây giờ nhiều lúc anh Chu Phan thấy không, bản thân mình Đúng đây rồi, nè mà mình còn chưa áp đặt cái ý chí của mình vào con cái anh chị đúng em rồi, mình, thì sao mà mình nói chuyện mà mình lấy cái của cái người khác mình áp đặt vào cái bản thân mình, hoặc là lấy cái mang cái tính tư tưởng của những nước khác áp đặt vào cho cái đất nước Việt Nam. Nếu như em nói anh đó, trong giai đoạn khó khăn nhất của những năm cách mạng mới thành công mà cộng sản vẫn vững vàng chèo lái con thuyền, theo như cái câu nói của Bác Hồ khi mà đi thăm Pháp nói với lại cụ Huỳnh Thúc Kháng, dĩ bất biến ứng vạn biến, thì từ ngày đó mà chúng ta không bị gì, vẫn tồn tại, vẫn thành công. Rồi những năm khó khăn sau 75 bị cấm vận, bị bao vây, bị các cái cuộc chiến nó tàn phá đất nước, hàng trăm hàng triệu người thương binh liệt sĩ mà chúng ta vẫn lèo lái, nhà nước này, dân tộc này vẫn vượt qua những cái giai đoạn khó khăn đó để đi đến ngày hôm nay. Thì không thể ngày hôm nay mà đất nước Việt Nam chúng ta mà bị một cái thế lực ngoại bang hay những cái thành phần này mà nó làm sụp đổ được. Có sụp đổ cái chế độ này nó có sụp đổ không, là tự đảng nó làm sụp đổ, đảng cộng sản làm sụp đổ đảng cộng sản, chứ không thể nào một cái thế lực bên ngoài nào làm sụp đổ được. đúng rồi, Chứ em Huy nói rất đúng. từ nội bộ tự chuyển hóa tự biến, giống như Đông Âu Liên Xô vào những năm 90 thôi, chứ không thể nào mà bên ngoài mà làm được. Mà đặc biệt sao em nói anh, sao cái giai đoạn Đông Âu Liên Xô sụp đổ từ năm 91, từ năm 91 cho tới ngày hôm nay trải qua hơn 30 năm, những cái cuộc xung đột vũ trang, những cái vấn đề trên thế giới, đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam và anh em chúng ta đều nhìn nhận rõ cái bản chất thật của cái thế giới phương Tây, thì cái sự cảnh giác cao độ của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam đối với những thành phần đó là đều có sự cảnh giác, đều có sự cảnh giác. Những cái cuộc cách mạng, mà cách mạng nhạc ho mà rồi cách mạng nhung, cách mạng đường phố, cách mạng dù, nói chung là tất tần tật các cuộc cách mạng mà phương Tây, Mỹ và phương Tây áp đặt vào các cái nước ở khu vực Trung Đông, ở khu vực châu Á, châu Phi, chúng ta đã thấy rõ ràng, cho nên là cái sự cảnh giác nó đều có. Mà muốn cái đất nước này nó sụp đổ, nó tan hoang á, thì chỉ có nội bộ của đảng và lòng dân. Mà hiện giờ lòng dân trong đất nước Việt Nam cả 100 triệu dân, từ già tới trẻ, họ luôn mong muốn đất nước ổn định. Lớp trẻ thì mong muốn đất nước ổn định để học hành, để tiến thân. Lớp già thì mong đất nước ổn định để an hưởng cái thái bình. Thì không có lý do gì mà muốn xáo trộn cả. Anh nghĩ đúng không? Không có muốn cái vấn đề đó. Còn một số thành phần lạc lõng ăn cái bánh vỉ, bị ngáo về chính trị, ngáo quyền lực, thì họ tự suy diễn, họ tự hiểu họp cho bản thân họ, họ tự cho họ là có những là người có tài này nè. Em nói thật anh á, cái người mà đứng du thuyết, đi nói, có thể người ta nghe đó rất là hay, nhưng mà chưa chắc gì anh có tài nói, nhưng mà chưa chắc anh có tài làm được. Đúng rồi. Dù rằng là trong cái em nói ví dụ như trong xã hội phong kiến của Trung Quốc đó, đạo Khổng, Khổng Tử, Mạnh Tử đồ, Tôn Tử đồ này nọ đồ đó, là những nhà du thuyết vĩ đại của Trung Quốc, nhưng mà tại sao họ chỉ du thuyết không, họ không làm vua được, họ không cầm quyền được, tại vì họ nói thì được nhưng mà chưa chắc gì họ khi họ cầm quyền họ lãnh đạo đất nước được. Là vì lý do đó cho nên cái tài của những người mà cầm quyền, những người lãnh đạo, họ có một cái tầm nó khác hẳn anh em mình. Anh em chúng ta chỉ thấy bất công những cái vấn đề mà một số thành phần họ lên họ nói để mình phản bác lại thôi. Chứ còn bây giờ nói xin lỗi anh Du Phan á, anh có thể là tự làm kinh tế, anh phát triển kinh tế gia đình anh giàu có, nhưng mà bây giờ đưa ra anh làm chủ tịch xã đó,
để anh dẫn dắt cái bà con một trong một cái xã đã đi lên kinh tế phát triển đi lên, chưa chắc anh làm được, dù anh có trình độ đó nhưng mà chưa chắc làm được. Cho nên để mình nói rằng là gì nè, cái người lãnh đạo nó phải khác một cái người bình thường. Trong quá trình rèn luyện công tác phấn đấu thì nó còn phải có một cái năng lực nữa, chứ đừng có nói Đúng ngồi đây rồi. mà những cái thành phần chống phá thì được cái sự cổ súy, được cái sự kích động, rồi cộng thêm những cái đồng tiền, cho nên là mạnh miệng vậy thôi. Chứ còn nó thì cái anh bây giờ hết bơm tiền cho nó, coi nó đang nằm nằm im như một con chuột chết, chẳng Đúng có rồi. được gì. Bây giờ còn tiền nó còn chống phá, phải cho nhiều thì nên nó đánh nhiều, nói như ông Thiệu ấy, hãy cho nhiều thì tôi đánh năm, cho ít tôi đánh 3 tháng, mà không cho coi như là chỉ cần giờ trong vòng Đầu một hàng ngày thì luôn. tôi một lập Đầu hàng luôn, đúng cho rồi. nên Chào em Dương Kiều nó Anh. đừng bao giờ nghĩ rằng là thế giới phương Tây hoặc là những cái thế lực ngoại bang họ có thể giúp đỡ một cái dân tộc nào đó, không giúp đâu. Bác Hồ cũng đã nói chúng ta mà không tự lực tự cường thì dân tộc đó không có không có được cái hạnh phúc của tự do. Chúng ta không đem sức ta để giải phóng cho ta thì cũng chẳng ai giúp cho ta cả. Dù rằng bác có bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh có công nhận cái lòng yêu nước của cụ Phan Bộ Châu, nhưng mà là gì vẫn phê phán cái đường lối sai lầm của cụ Phan Bộ Rồi, Châu, cảm ơn Út rước đuổi beo cửa trước và rước hùm cửa sau, muốn rước Nhật vào để đánh phá. Mà Hảo nhé. cái động thái đó cũng là một cái mắt xích mà gây cho cái nạn đói năm 45, mấy triệu người chết ở phía Bắc. Nhật nó vào nó làm phép là mấy triệu người miền Bắc chết chết đói. Cho nên là cái cách mà đuổi beo cửa trước và rước hùm cửa sau cũng được. Rồi như Phan Chu Trinh là gì, đi biểu tình đòi Pháp phải đảm bảo quyền tự do cho người dân Việt Nam này nọ, đâu có chuyện đó. Cái tư tưởng cái lương mà chúng ta muốn làm giải phóng được dân tộc, chúng ta muốn giải phóng được cho chúng ta thì chúng ta phải làm bạo lực cách mạng. Mà từ cái trong cái học thuyết Mác cũng như là cái phương pháp trong những năm đấu tranh chống ngoại xâm đó, chúng ta luôn dùng các cái biện pháp về chính trị, về quân sự, về địch chọn ta mũi giáp công ra chúng ta thắng. Mà trong đó là biện pháp quân sự nó không phải đi đầu, mà chúng ta biện pháp chính trị, Dân vận. rồi binh vọng địch vọng, Đúng cái giải pháp nói chung là cuối cùng nhất là chúng ta mới dùng quân sự. Chứ thật sự đất nước Việt Nam cũng chẳng muốn xảy ra cuộc chiến, mà chúng ta muốn hòa bình, rồi. nhưng mà vì địch, vì giặc, vì các thế lực ngoại bang họ muốn bắt buộc dân tộc chúng ta phải cầm súng, chúng ta cầm. Mà khi đánh đuổi được rồi thì những cái thành phần chống đất nước bữa nay họ rêu ra là gì, cộng sản là dùng bạo lực cách mạng. Đúng lý như không có dùng bạo lực thì không thể giải phóng được, không thể đánh đuổi ngoại bang được. Tất cả các cái cuộc chiến trên thế giới muốn giành chiến thắng, muốn cầm quyền thì phải có bạo lực. Mà nước Mỹ cũng vậy, muốn nước Mỹ muốn bá chủ thế giới hiện nay thì nó cũng dùng bạo lực chứ gì. Nó là một nước nền quân sự mạnh nhất thế giới, lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới, nó mạnh nên nó làm gì, nó mạnh để nó răn đe các nước khác khi mà muốn làm cho nước Mỹ suy yếu, cũng như là răn đe, có cái tính răn đe các nước khác khi mà quyền lợi của nước Mỹ ở trên thế giới bị ảnh hưởng, thì nó xây dựng lực lượng mạnh để làm gì, để răn đe. Rõ ràng nếu như mà bây giờ nói như nước Mỹ mà sống đại đồng với thế giới, thì thứ nhất diệt mẹ cái lực lượng vũ trang đấy, sống vào chiếm máy bay nó làm gì, đúng không? Mà tại sao nó vẫn sống, Đúng nó đi can thiệp, nó tạo cái cuộc xung đột để cho nó mạnh hơn. Thì rõ ràng nước nào cũng vậy. Việt Nam chúng ta xây dựng quân đội nói như Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, không phải xây dựng quân đội mạnh để đánh nhau, không phải mua vũ khí tiến bộ tiên tiến để bắn nhau, nhưng huấn luyện quân đội mạnh, mua vũ khí trang thiết bị tốt, đó là gì, để phòng thủ. để xây dựng hòa bình, để xây dựng hòa bình. Nên là anh thấy rõ ràng chúng ta không Đúng muốn, nhưng mà rồi. bắt buộc trong Đúng tất rồi. cả mọi thể chế chính trị trên thế giới này
nước nào cũng phải có lực lượng quân đội, còn mạnh yếu hay là như thế nào thì nó tùy theo cái từng nước từng quốc gia. Nhưng mà đất nước Việt Nam chúng ta nó trải qua rất là hàng trăm hàng chục cuộc chiến lớn nhỏ khác nhau từ hàng ngàn, cho nên như chúng ta không có một lực lượng quân sự đủ sức chống trả lại các cuộc tấn công từ bên ngoài thì đất nước chúng ta có hòa bình có ổn định không? Chắc chắn không. Còn cái vấn đề trong nước có những cái bất cập nó xảy ra hàng ngày thì đó là một cái xã hội đương nhiên nó phải có, và cố gắng điều tiết điều chỉnh lần lần. Chứ anh cứ nghĩ đây, từ xưa tới nay trong hàng trăm năm nay, trong những chục năm vậy đây, chúng ta đều mong muốn đất nước Việt Nam chúng ta có cái gì, có cái sự giàu có văn minh hiện đại như nước Nhật, và người dân trong nước cũng mong muốn Việt Nam có nền kinh tế phát triển khoa học kỹ thuật như nước Nhật. Mà chúng ta cũng không phủ nhận nước Nhật là một cái nền văn minh tiên tiến, văn minh thật, mọi người dân họ chấp hành pháp luật rất là tốt, khoa học kỹ thuật họ phát triển rất là cao. Nhưng mà đùng một cái sau cái vụ ám sát cựu thủ tướng Abe thì mới thấy rằng là trong nước Nhật nó vẫn còn những cái bất ổn chính trị, đúng không? Mà chúng ta muốn đất nước Việt Nam chúng ta mạnh, giàu, văn minh, tiến bộ như nước Nhật, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng không thể chấp nhận được rằng là trong nội tại nó có những cái bất ổn, bất hòa về chính trị như thế. Thì rõ ràng phương Tây nó cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy, cho nên ở đâu, nhưng mà chúng ta cố gắng điều tiết cái hành vi, cái hành động của từng người dân cũng như là nhà nước, cố gắng điều tiết những cái gì nó có lợi nhất. Còn cái chuyện mà bây giờ các cái cuộc xung đột vũ trang trên thế giới nó ảnh hưởng tới nền kinh tế chung của toàn cầu thì Việt Nam chúng ta cũng không thể nằm ngoài cái đó, không thể nằm ngoài cái đó được. Tại vì kinh tế thị trường thì anh Chu Phan biết rồi, giá cả thị trường nó lên thì mình phải mua lên, giá cả nó xuống thì mình mua thấp. Bây giờ cái nói là Việt Nam là xăng dầu cao, cái xăng dầu Việt Nam cao thì nó cũng đi theo cái giá của thế giới thôi. Thế giới nó có bán rẻ cho mình đâu, đúng không? Thì mình mua mắc gì mình bán mắc. Nhưng mà cái ảnh hưởng mà để thấy rằng là cái xăng dầu nó tăng hay giá cả nó tăng thì nó có tác động đến người lao động chứ không phải không. Nhưng mà nhìn tổng quan lại thì nó không có gây xáo trộn cái cuộc sống bình thường của người dân. Tại vì mỗi buổi sáng thì người dân vẫn đi xe máy là có rơi rỉ một chút, bữa nay sao thịt nó mắc hơn 10.000 ký. Nhưng dù gì nó không có tiệm cận với cái sự bất ổn nó nằm chung quá. Mình có thể mình cố gắng mình điều tiết được, mỗi gia đình có thể điều tiết được. Ví dụ như trước đây thịt 100.000 ký thì mình mua 1 ký, còn bây giờ nó lên 120 thì mình mua 7 lạng, 8 lạng. Có nghĩa là mình điều tiết được cái cuộc sống của mình, cái nhu cầu hàng ngày. Chứ không phải là chúng ta nói là cứ việc ăn như trước đây thì cái thu nhập của mình nó sẽ bị ảnh hưởng, chắc chắn có. Nhưng mà cái đó không phải là chỉ có một mình Việt Nam. Anh thấy như bây giờ Sri Lanka nó vỡ nợ như thế, dân nó đói khổ, nó biểu tình như thế. Rồi anh thấy không? Cái sự khốn nạn của các cái tờ báo bồn cầu, báo bồn cầu là cái bằng báo BBC hoặc là Việt Tân rồi đó, nó đăng những cái sự tốt mà mình thấy nó rất chi là ấu trĩ, khốn nạn. Khi mà khi mà người dân ở Sri Lanka biểu tình vào xông vào tòa nhà của nhà nước hoặc là dinh thự của những vị lãnh đạo của đất nước và tổng thống thủ tướng, nó đốt nhà này nọ rồi, thì bắt đầu nó đưa những cái tốt mà mình thấy nó khốn nạn là gì, không biết chừng nào Việt Nam mới được như vậy. Ủa nó muốn Việt Nam như thế à? Thì nó muốn thật cái gì nữa? Thế đúng không? Nó muốn như thế để làm gì? Nó muốn như vậy là nó muốn cho ai? Nó muốn cho dân tộc này hay là nó muốn cho phương Tây? Cho nên là mình nói rồi, cộng với từ cái chỗ đó cái một số thành phần ở trong nước cổ xế theo, cơm vô đó thể hiện thái độ là ủng hộ cái cách nói của nó, bạo lực, thấy một cái sự khốn nạn gì, bạo lực. Đúng rồi. Mà bạo lực không đúng. Còn em Nhân Thư thì mình không phải lên đây, mình trên không gian mạng này chẳng làm công tác phản gián gì cả. Đúng rồi. Em nói anh là mình là người dân thì người ta đi vào trong lòng địch, người ta nắm tin tức. Mình là người dân, cứ nào người dân như giống cách mạng,
Còn chúng ta lên trên không gian mạng này để bọn chúng nói chúng ta là bưng bô cho cộng sản, dư luận viên ba cũ nè. Nói thật với anh Chu Phan á, nếu như nhà nước Việt Nam mà cấp cho những người lên không gian mạng này đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc mỗi một tháng lương 3 triệu, mỗi tháng cấp cho mỗi người 3 triệu, thì em xin thưa với anh á, ngân sách nhà nước này một năm mà có phát triển, có tăng, có phát triển kinh tế 10% cũng đủ tiền cả. Và lúc đó đất nước Việt Nam không còn người chống cộng nữa. Cái nên là nó nói tốt là nó có danh sách là thằng này nó nói tốt cho nhà nước, là nói tốt cho đảng là được 3 triệu thì ngu gì nó nói xấu, đúng không? Cho nên không còn nào thằng nào chống phá nhà nước nữa. Nhưng mà thật sự anh em mình lên nói là chẳng qua chào có tình liêm chứ. Nó đầu óc nó u mê quá, mình phản bác rồi. Chứ còn có đồng bạc đâu đâu. Để anh nói cho em đỡ cho em mấy câu để em nói tiếp. Thưa các anh chị chống cộng ở trong nước nước ngoài, rằng ở Việt Nam chúng tôi là đã sống dưới chế độ đa đảng của Pháp 102 năm rồi, 21 năm Việt Nam Cộng Hòa rồi, rồi ngoài 21 năm là bị mấy chục năm cấm vận, rồi chiến tranh phía Nam phía Bắc với lại Pol Pot với Trung Quốc rồi. Chúng tôi rất là sợ, người dân Việt Nam rất là sợ chiến tranh, rất là sợ loạn lạc. Cái đổ máu của dân tộc Việt Nam đã gần 200 năm là đủ rồi. Các anh chị mong đa đảng với đệ mong lật đổ cộng sản không thể làm được đâu. Người dân Việt Nam người ta cần có hòa bình, cần có ổn định để người ta phát triển đất nước, phát triển kinh tế gia đình. Trên các anh chị muốn lật đổ, muốn đa đảng thì thôi các anh chị đừng nghĩ nữa. Người dân Việt Nam không giờ tôi ủng hộ các anh chị đâu. Chết đói, chết loạn giặc, chết loạn lạc, bị đô hộ. Bị đua hộ nhiều thì người dân Việt Nam đã sợ rồi, họ sợ cái an sinh xã hội, sợ đa đảng của tư bản lắm rồi. Nguyễn Trương trông phám đây. Em nói anh đó là nếu như cái đa đảng nó tốt, đúng rồi, nó tốt thật sự thì đúng mình rồi, vẫn có thể là mình chấp nhận được. Nếu như những cái đảng đó khi cùng thay nhau cầm quyền, họ đưa đất nước, họ đưa dân tộc đi lên thì mình cũng chấp nhận được. Nhưng đúng rồi, cái bản tính của người Việt Nam á, mình nói trong sâu xa cái bản chất của người Việt Nam họ còn có một cái sự ích kỷ cá nhân. Cái thứ hai nữa là đúng gì? Cái người Việt Nam tới ngày hôm nay một số thành phần, một số người cái nhận thức về thế giới quan họ còn hạn chế. Mình không nói là họ trình độ dân trí họ thấp, nó thấp thì nó sai. Nhưng mà dù gì họ cũng nói thật ra, em nói anh đó, họ nói việc cộng sản là tham nhũng, cộng cường, sản là cường lên nữa, thì, cường lên nữa thì ok đi. Việt Nam này mà dù có một cái đảng nào tự do dân chủ còn lao nhân vị gì đó cầm quyền thì cuối cùng họ cũng vì dòng họ của họ, cũng vì cái ghế của họ. Cho nên đối với Việt Nam, đúng rồi, Việt Nam hiện nay nếu như mà thực hiện cái đa đảng thì họ sẽ bị xáo trộn về cái phương pháp lãnh đạo là gì, nó không có cái tính kế thừa. Không có tính kế thừa. Mà điển hình nhất anh thấy không, miền Nam chỉ có 20 năm, chỉ có trải qua hai đời tổng thống, nhưng mà cái ông sao lên đó, là ông đã diệt hết tất cả. Nội mà cái ông Ngô Đình Diệm về cầm quyền, khi mà ông lật đổ được Bảo Đại là những cái gì nó liên quan tới Bảo Đại là ông đã xóa bỏ hết dấu vết, không còn gì để dấu tích gì của Bảo Đại. Tới phiên ông Thiệu lên cầm quyền thì những cái gì nó liên quan tới ông Diệm là coi như cũng sạch xanh xanh. Thế thấy rõ ràng không, nó không có tính kế thừa nữa. Cho nên nếu như chúng ta phải đi theo cái hệ lụy đó thì đất nước Việt Nam nó càng tan hoang hơn nữa. Ăn hàng ngày, ngày nào cũng cái gì phe phái vậy, hay đảng này nó huy động người của đảng nó đi ra biểu tình chống cái đảng kia, rồi đảng kia thì cũng huy động người đi chống cái đảng nọ, rồi xong bắt đầu hai đảng đấu đá, ba đảng đấu đá nhau, cái dân cái ăn kéo nhau đi biểu tình. Nó lấy cái gì mà chuyên tâm mà lo phát triển kinh tế, đồng thời là cái bất ổn như thế ai dám đầu tư vô? Bất ổn gì ai dám đầu tư vô? Nậu mà anh thấy rõ ràng rồi. Chỉ cần một cái khu vực trong cái đất nước Việt Nam chúng ta, những cái nơi á, mà đường xá đi lại khó khăn, ví dụ như những cái tỉnh ở phía Tây Bắc đường xá đi lại khó khăn, khó phát triển kinh tế thì dân ở đó đã thiệt thòi hơn rồi. Các tỉnh miền Trung bão lũ quanh năm,
thì cái sự đầu tư của các nhà đầu tư vào khu vực đó nó cũng đã có những cái hạn chế nhất định, người dân cũng đang ra khó khăn rồi. Thì huống gì mà nếu như mà nhiều đảng phái cầm quyền thì nó còn đấu đá nội bộ còn nhiều hơn nữa, thì nó có quan tâm đến những chỗ khác nữa không? Còn miền Nam nó khổ cái nó khổ cái này, cho anh nói mấy câu đi. Nó khổ cái anh cái chị đòi ra đảng với đòi là đúng sáng, là đòi đưa ý là đòi đưa cái chế độ Việt Nam hòa nắm quyền lại, nhưng mà cái chế độ người nó hỏi thật các bạn đi, ngoài cái việc mà 21 năm mà đảo chính mấy lần ra rồi là dân thì bỏ 70% dân ra ngoài pháp luật, đất nước bỏ 70% ra ngoài pháp luật, không quản lý được, quản lý tí mấy tí đô thành à. Dân thì bỏ ngoài pháp luật, đất nước bỏ ngoài pháp luật, đất nước loạn lạc mà thì cứ đòi là phục hồi. Anh cứ nghĩ đi, bây giờ anh đã từng ra cái quê của em, cái nhà của em đó, mà từ ở dưới thành phố đi lên em, chỗ em chỉ có mấy cây số, có mấy cây số đúng rồi, có mấy cây số à, còn đi lên xa hơn chút nữa ở trên kia thì cũng có 5-7 cây số tổng cộng luôn à. Mà cái giai đoạn đó là ở phía trên em đã là toàn là những người đi theo cách mạng không, địa phương em á là cách thành phố, cách trung tâm thành phố có 3 cây số à. Mà chính quyền miền Nam không quản lý nổi, không quản lý nổi, không quản lý nổi, mà để cái địa phương của em hầu như là người ta đi theo cách mạng, còn xa hơn chút nữa là coi như là 100%, 98% là gia đình đi theo cách mạng, quản không nổi, coi như là chỉ có nắm ở những cái vùng đô thị thôi, mà những cái đô thị lúc đó nó chỉ nằm một cái lòng bàn tay, còn hầu như vùng nông thôn là bỏ ngỏ, vậy thì quản lý cái gì? Đúng rồi. Quản lý cái gì? Còn ở Đồng Nai, em nói ví dụ như ở Đồng Nai hoặc là dọc theo các tuyến quốc lộ thì cái giai đoạn 54 á, họ di dân cái giáo dân ở miền Bắc vào thì họ bố trí ở dọc theo cái tuyến quốc lộ, thì cái có một cái lực lượng chống cộng sẵn có nằm dọc theo quốc lộ thì nó có trải dài thật. Ví dụ như Đồng Nai là hầu như là bà con giáo dân, thì thôi mình không nói cái vấn đề đó, nhưng mà thật sự ra ở những cái vùng khác hầu như nông thôn là toàn là của cách mạng kiểm soát không, chứ mấy ông chính quyền miền Nam lúc bây giờ kiểm soát được cái gì, chỉ có kiểm soát ở trong cái vùng đô thị một nhóm được mỗi tí ở đô thành mấy cái thị xã thôi, mấy xã to, mấy thành phố to thôi. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trước năm 75 thì chỉ có những cái quận trung tâm như quận 1, quận 3, quận 5 này nọ là chủ yếu là còn các cái vùng quen như Thủ Đức đồ đó, Thủ Đức, Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi có quản nổi không? Nếu như quản được tại sao có cái địa đạo Củ Chi có một cái khu vực kháng chiến rộng lớn như thế, nó có quản nổi mà lúc nào cũng ca ngợi khen ngợi một cái chế độ này nọ. Thật sự em nói em không sống trong thời đó, nhưng mà cảm nhận được rằng là toàn là tuyên truyền láo biệt. Chứ những thành phần đó họ được cái gì? Họ có tiền đi giết dân, đi kềm kẹp nhân dân, hết tiền họ đu cày, mà họ ca ngợi, họ ca ngợi một cách không biết nhục. Còn đất nước chúng ta bây giờ là thống nhất, nó ổn định, thì nhà nước điều kiện cho mọi người dân làm ăn, miễn là đừng vi phạm pháp luật, anh đừng có mua bán ma túy, anh đừng có làm những cái vấn đề sai trái. Còn cái chuyện anh làm ăn lương thiện ai ai cấm anh đâu, không ai cấm cả. Còn cái chuyện trong cái xã hội Việt Nam, em nói anh đó, cái người dân Việt Nam chúng ta sống trong cái thế giới, trong cái đất nước nó có nhiều cái tồn tại khách quan lịch sử để lại. Ví dụ như bây giờ ở những đô thị lớn thì cái người dân nông thôn vùng quê họ vào họ kiếm cái cuộc sống, họ kiếm cái công việc làm, nó có thu nhập ổn định hơn, thì có những người họ buôn thúng bán bưng ở những cái đô thị lớn thì nó có cái sự cộng sinh lẫn nhau, thì họ lấn chiếm lòng đường vỉa hè này là họ buôn bán, nó tạo cảnh quan không đẹp. Thì cái đó mình cũng phải nói rằng là trong một cái giai đoạn nhất thời thì không thể làm một cách triệt để được, nó cũng phải từ từ, không phải là mình cổ xí cho cái việc đó, nhưng mà nó cũng phải từ từ. Rồi người Việt Nam mình thì anh cứ thấy rằng là nó vẫn còn những cái cách buôn bán truyền thống, đúng không? Đâu phải như ở nước ngoài phương Tây họ xây dựng những cái siêu thị là cái vào đó mua. Còn Việt Nam chúng ta siêu thị thì là siêu thị, nhưng mà bên cạnh đó chợ truyền thống, vẫn chợ truyền thống thì họ vẫn còn. Cho nên là cái cách buôn bán như thế, tại vì nó đưa tới tận tay người tiêu dùng cái sản phẩm nhanh nhất, tiện lợi nhất cho người ta lại thích hơn. Thì cho nên là nó xảy ra những cái vấn đề này vấn đề kia thì đương nhiên mình không phải phủ nhận được.
Nhưng mà muốn để giải quyết cái vấn đề đó thì không phải một ngày nữa. Cái thứ hai nữa, nhà nước muốn tạo điều kiện cho người dân làm ăn kinh tế hộ gia đình để cho những người đó thoát nghèo, đảm bảo cái cuộc sống để nó đỡ cái nặng chi phí về an sinh xã hội của nhà nước, là một cách tốt thôi, chứ không gì hết đó.